nói nghe nè, nói nào ngay. Nói nào ngay, hồi nãy là anh hơi có lỗi. Cái bài đầu tiên á anh làm cho em kiểu mất cái cái đầu tiên của cứu đồng đội đó, cái kiểu đó là cũng lỗi tại anh vô tình anh nhắc em. Tâm anh là tâm tốt, em hiểu không? Tâm anh rất là tốt, anh nhắc em cho em đừng có quên lời thôi. Nhưng mà nói cách của anh đó là anh nấu lửa quá, khi anh nói ra sự gì á. Cái em bị sợ, cái em bị quên lời, xong cái anh cái mình chạm lòng. Mình cảm thấy lòng trắc ẩn của anh nên là sau đó anh quyết định là giúp nhưng mà giúp không tới. Anh Bình sẽ lựa chọn hai thành viên trên này nè. Bé tuổi gì cơ? Em tuổi xỉu á. Tuổi xỉu hả? Vâng. Em tuổi gì? Cái gì vậy? Em tuổi châu. Phong thủy đâu đó. Ủa sao hai đứa cùng tuổi vậy? Tuổi nào cũng khắc mình hết trơn rồi á. Rồi hiểu luôn. Khắc tuổi luôn á, hai đứa cùng mạng luôn hả? Hai đứa cùng bàn tuổi đúng không? Đó, đó. Phong thủy, đất đai phong thủy lắm. Wow. Mình cần có một sự kết hợp nào mới lạ hơn, mình đổi phong thủy đi em. Chứ bây giờ mà làm chung với tao hoài, đi thi chung mà người ta hạng nhất. Mình giờ đi thi thì nó bắt đầu nó sai. Em hiểu bây giờ mình phải nên thay đổi phong thủy xíu, mình đến mình gặp những người mà có thể giúp mình trong nhẹ. Đó, có phòng thu sẵn. Nhưng mà anh giúp anh có lấy tiền không? Cái... cứ đòi qua, rồi thu tiền ta. Không có chuyện tiền nông, chuyện đó chuyện để công ty nó tính. Anh với con bé là tình cảm nhau, hiểu không? Đẹp trai mà nói chuyện khó hiểu. Chúng ta mãi là anh em. Thắng thua quan trọng gì nữa. Trời hết hồn. Trời ơi, cái bài này hả? Bài này chắc trắng trắng Ali Hoàng Dương nó thuộc luôn rồi. Nó chơi hơn với Trúc Nhân lắm nè. Nhắm cá ngựa, cá nhiếp gì đó. Người xin thuộc không? Thuộc bài này không? Thuộc bài này không? Sáng mắt chưa? Thuộc luôn hả? Trời ơi, giỏi quá em ơi. Ủa mà chút ơi, sáng mắt chưa là ba đứa mình thi luôn đúng không? Và thời gian chạy. Chưa anh ơi. Bình ơi, Bình ơi. Mình thử nghĩ thôi, thử coi là cái chân dài nó có dược hay không. Mình đâu có chạm vô đâu, mình chạy thử thôi mà. Các bạn lưu ý là phía trên nó khá là trơn, mình sẽ chạy thử vậy thôi, hiểu không? Anh đang tính đâu là chạy thử coi nó có trơn không. Em nó chơi rồi thì anh nói em biết để anh em chạy thử té. Mình lên chương trình mình chơi mình té nó quê lắm, đúng rồi, hiểu không? Lớn tuổi gì cũng nói được chứ. Có bị rút chân không anh? Sợ rách quần. Rồi. Cảm ơn cái sự sợ rách quần của anh mà em đã được đã hát. Lớn rồi. Mày đặt chạy thử rồi. Thử đồ trơn đồ. Rách quần đang chạy là tăng tốc đó mà suy nghĩ đi. Có công rách quần kỳ. Đón xem tập 5 sàn đấu các từ mùa 5 được phát sóng vào lúc 20 giờ 25 phút thứ 6 ngày 28 tháng 8 trên kênh HTV7.